trương showroom nội thất Nhôm Sinh Pha Giang Ly, kính Minh Hồng Sơn xin kính gửi đến toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt với cơ hội mua sắm thả phanh cùng nhiều chương trình hấp dẫn tại nội thất Minh Hồng Sơn, địa chỉ ngã ba Tà Hìn Mới, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi chuyên bán buôn bán lẻ nội thất như bàn, ghế, tủ, giường, nội thất văn phòng, trường học, phục vụ mọi nhu cầu của quý khách. Ngoài ra, nội thất Minh Hồng Sơn nhận tư vấn, thi công và lắp đặt các loại nhôm sinh pha, giang ly, kính cường lực cao cấp, tương bừng khuyến mại đại tiệc khai trương nhằm tri ân quý khách hàng đã luôn ủng hộ và tin tưởng sử dụng sản phẩm của nội thất Minh Hồng Sơn. Nhân dịp khai trương, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, cơ hội có 102. Kệ tivi gỗ xoan đào, sồi, giá chỉ từ 1.990.000 đồng. Nệm Hàn Quốc gấp 3, giá 550.000 đồng. Khuyến mại giảm giá chỉ còn 430.000 đồng. Salon gỗ tự nhiên giá 6.500.000 đồng. Khuyến mại giảm giá chỉ còn 5.590.000 đồng. Tặng kính mắt bàn, nệm lót, hoa bàn. Bàn học sinh nhựa Đài Loan giá 1.000.000 đồng. Khuyến mại giảm giá chỉ còn 890.000 đồng. Sofa nệm giá chỉ từ 2.990.000 đồng. Tặng 2 đôn ngồi, 2 gối ôm. Tủ sắt đủ màu giá 950.000 đồng. Khuyến mại giảm giá chỉ còn 750.000 đồng. Tủ nhựa em bé 5 ngăn 6 hốc hàng công ty giá 1.400.000 đồng. Khuyến mại giảm giá chỉ còn 1.090.000 đồng. Bàn trang điểm gỗ xoan đào giá 2.300.000 đồng, giảm còn 1.850.000 đồng. Giường gỗ tự nhiên giá chỉ từ 1.990.000 đồng. Khi khách hàng mua hóa đơn trên 10.000.000 đồng, tặng đồng hồ treo tường, tủ thuốc gia đình, giảm 10% giá trị đơn hàng cho khách hàng làm các dòng nhôm kính sinh pha Giang Ly. Và còn rất nhiều sản phẩm khuyến mại khác với giá cực kỳ ưu đãi đang chờ đón quý khách. Nội thất Minh Hồng Sơn bán trả góp lãi suất 0%, dùng bài trước trả tiền sau, thủ tục đơn giản nhanh chóng. Duy nhất hè này, sale cực sốc, số lượng có hạn. Nhanh chân đến với nội thất Minh Hồng Sơn, tham quan, mua sắm và nhận được rất nhiều khuyến mại với giá cực kỳ hấp dẫn. Địa chỉ ngã ba Tà Hìn Mới, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính mời quý khách. Tương bừng khai trương showroom nội thất Nhôm Sinh Pha Giang Ly, kính Minh Hồng Sơn xin kính gửi đến toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt với cơ hội mua sắm thả phanh cùng nhiều chương trình hấp dẫn tại nội thất Minh Hồng Sơn, địa chỉ ngã ba Tà Hìn Mới, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi chuyên bán buôn bán lẻ nội thất như bàn, ghế, tủ, giường, nội thất văn phòng, trường học, phục vụ mọi nhu cầu của quý khách. Ngoài ra, nội thất Minh Hồng Sơn nhận tư vấn, thi công và lắp đặt các loại nhôm sinh pha, giang ly, kính cường lực cao cấp, tương bừng khuyến mại đại tiệc khai trương nhằm tri ân quý khách hàng đã luôn ủng hộ và tin tưởng sử dụng sản phẩm của nội thất Minh Hồng Sơn. Nhân dịp khai trương, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, cơ hội có 102. Kệ tivi gỗ xoan đào, sồi, giá chỉ từ 1.990.000 đồng. Nệm Hàn Quốc gấp 3, giá 550.000 đồng. Khuyến mại giảm giá chỉ còn 430.000 đồng. Salon gỗ tự nhiên giá 6.500.000 đồng. Khuyến mại giảm giá chỉ còn 5.590.000 đồng. Tặng kính mắt bàn, nệm lót, hoa bàn. Bàn học sinh nhựa Đài Loan giá 1.000.000 đồng. Khuyến mại giảm giá chỉ còn 890.000 đồng. Sofa nệm giá chỉ từ 2.990.000 đồng. Tặng 2 đôn ngồi, 2 gối ôm. Tủ sắt đủ màu giá 950.000 đồng. Khuyến mại giảm giá chỉ còn 750.000 đồng. Tủ nhựa em bé 5 ngăn 6 hốc hàng công ty giá 1.400.000 đồng. Khuyến mại giảm giá chỉ còn 1.090.000 đồng. Bàn trang điểm gỗ xoan đào giá 2.300.000 đồng, giảm còn 1.850.000 đồng. Giường gỗ tự nhiên giá chỉ từ 1.990.000 đồng. Khi khách hàng mua hóa đơn trên 10.000.000 đồng, tặng đồng hồ treo tường, tủ thuốc gia đình, giảm 10% giá trị đơn hàng cho khách hàng làm các dòng nhôm kính sinh pha Giang Ly. Và còn rất nhiều sản phẩm khuyến mại khác với giá cực kỳ ưu đãi đang chờ đón quý khách. Nội thất Minh Hồng Sơn bán trả góp lãi suất 0%, dùng bài trước trả tiền sau, thủ tục đơn giản nhanh chóng. Duy nhất hè này, sale cực sốc, số lượng có hạn. Nhanh chân đến với nội thất Minh Hồng Sơn, tham quan, mua sắm và nhận được rất nhiều khuyến mại với giá cực kỳ hấp dẫn. Địa chỉ ngã ba Tà Hìn Mới, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính mời quý khách.